Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Xếp hạng SUV 7 chỗ tháng 12 năm 2019, Chevrolet Trailblazer đứng đội sổ vì quá ế ẩm. Giảm giá cả trăm triệu đồng trong từng tháng, nhưng doanh số của Chevrolet Trailblazer vẫn lẹt đẹt và thường xuyên đội sổ vì quá ế ẩm. Đứng đầu bảng vẫn là cái tên quen thuộc Toyota Fortuner, doanh số đạt 1.541 xe. Kể từ thời điểm Toyota Việt Nam giới thiệu thế hệ mới Fortuner với nhiều cải tiến về độ an toàn, đặc biệt là chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước, thánh lật Toyota Fortuner tiếp tục được người tiêu dùng tin tưởng, chọn mặt gửi vàng. Điều này được thể hiện qua doanh số bán ra hàng tháng luôn tăng trưởng mạnh trước các đối thủ cạnh tranh trong cùng phân khúc SUV 7 chỗ. Tính riêng trong tháng 12 năm 2019, Toyota Fortuner đã đạt doanh số 1.541 xe, cộng dồn cả năm đã có 12.640 xe rời khỏi đại lý tới tay khách hàng. Đáng chú ý là năm 2019, Toyota Việt Nam đánh dấu cột mốc xuất xưởng chiếc Fortuner thứ 500.000. Toyota Việt Nam hiện là mẫu xe ăn khách nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ và thường xuyên lọt vào top 10 mẫu xe bán chạy trong từng tháng và trong năm. Tiếp theo là Ford Everest, doanh số 803 xe. Trang bị công nghệ hiện đại, thiết kế mạnh mẽ và mang tính thể thao là những gì hiện diện trên mẫu xe Ford Everest. Đây cũng là mẫu xe SUV 7 chỗ ăn khách thứ hai trên thị trường, đứng sau đối thủ là Toyota Fortuner. Kết thúc tháng 12 năm 2019, doanh số của Ford Everest là 803 xe, cộng dồn doanh số của 12 tháng của năm 2019 là 7.852 xe. Xếp vị trí thứ 3 là Mitsubishi Outlander, doanh số bán được 413 xe. Đứng ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng những mẫu xe SUV 7 chỗ bán chạy trong tháng là Mitsubishi Outlander. Kết thúc tháng 12, Outlander đạt doanh số 413 xe, cộng dồn cả năm đạt 3.835 xe. Mazda CX-8 là mẫu xe thứ 4 đạt doanh số 355 xe. Gia nhập phân khúc SUV 7 chỗ sau hơn tất cả các đối thủ vài năm, tuy nhiên Mazda CX-8 cũng nhanh chóng chiếm được thị phần người tiêu dùng một cách nhất định. Tính đến hết tháng 12 năm 2019, doanh số của CX-8 là 2.508 xe, riêng tháng 12 bán được 355 xe. Bước sang tháng 1 của năm 2020, Thaco tiếp tục ưu đãi giá bán cho Mazda CX-8 từ 50 triệu cho đến 100 triệu đồng, tùy vào từng phiên bản, kèm quà tặng cao cấp. Giá bán của Mazda CX-8 trong tháng 1 của năm 2020 thấp nhất 1.099 triệu đồng và cao nhất là 1.299 triệu đồng. Mẫu xe đội sổ là Chevrolet Trailblazer, doanh số chỉ bán được có 59 xe. Đội sổ ế ẩm trong phân khúc SUV 7 chỗ trong tháng 12 năm 2019 là Chevrolet Trailblazer, ngay cả khi cả tháng chỉ bán được có 59 xe. Trailblazer cũng là cái tên quen thuộc khi thường xuyên lọt vào danh sách top 10 mẫu xe doanh số thấp nhất trên thị trường trong các tháng. Hiện tại, SUV Chevrolet Trailblazer đang được nhà sản xuất giảm giá bán tới 100 triệu đồng, áp dụng cho cả 3 phiên bản. Giá bán của Chevrolet Trailblazer trong tháng 1 của năm 2020 cụ thể như sau: phiên bản 2.5L 4x2 MT LT giá 785 triệu đồng, phiên bản 2.5 4x2 AT LT giá 825 triệu đồng và phiên bản 2.5 4x4 AT LTZ có giá 966 triệu đồng. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.